Theo Tổng cục Hải quan cho biết, mới tháng đầu năm 2020 thì lượng xe ô tô nguyên chiếc đã nhập khẩu vào thị trường trong nước ước tính đạt được là 4.000 xe các loại, tăng hơn 14 so với tháng 12 2019 với tổng giá trị là 106 triệu đô la Mỹ. Cụ thể là ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng riêng 2020 là khoảng 4.000 chiếc, tăng hơn 14% so với tháng 12 2019. Trị giá xe ô tô nhập khẩu trong tháng riêng 2020 đạt là 106 triệu Mỹ kim, giảm gần 49% so với tháng 12 năm 2019. Tuy nhiên, nếu so với cùng kỳ năm 2019 thì trị giá nhập khẩu nhóm hàng ô tô trong tháng đầu năm 2020 giảm đến 61%. Như vậy thì tính ra giá mỗi chiếc xe nhập khẩu cập cảng Việt Nam giá là khoảng 26.500 đô la Mỹ cho một chiếc, tương đương với hơn 570 triệu đồng Việt Nam trên một chiếc. Nhìn chung thì lượng xe ô tô nhập khẩu vào thị trường Việt Nam đã giảm dần trong những tháng cuối năm 2019 và bước sang đầu năm 2020 giảm sâu hơn do thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán. Trong những tháng đầu năm thì thị trường xe ô tô chưa có nhiều biến động lớn, tuy nhiên các đại lý kinh doanh xe ô tô tin tưởng rằng nhu cầu sở hữu xe cá nhân sẽ tiếp tục tăng trong năm 2020. Và do đó các mẫu xe có tầm giá từ 500 cho đến 700 triệu đồng Việt Nam sẽ là phân khúc sôi động mà các đơn vị tập trung để mà khai thác cũng như là nhắm đến thị trường trong nước. Với 500 đến 600 triệu đồng Việt Nam, người dùng hoàn toàn có thể sở hữu một chiếc xe 7 chỗ đời mới và đảm bảo nhu cầu cho những chuyến đi gia đình vào mùa hè nắng nóng. Mùa hè nắng nóng, những chuyến du lịch cùng với các thành viên trong gia đình đang trở thành nhu cầu thiết yếu để mà chủ động trong chuyến đi. Nhiều gia đình có nhu cầu sắm một mẫu xe 7 chỗ vừa túi tiền của mình, đảm bảo tiện ích rộng rãi cũng như là sự thuận tiện trong di chuyển mùa nắng và mùa mưa. Ở trong tổng mức giá từ 500 cho đến 600 triệu đồng Việt Nam, người dùng Việt Nam có khá là nhiều sự lựa chọn phù hợp với túi tiền của mình cũng như là đảm bảo nhu cầu sử dụng lại vừa tiết kiệm được nhiều thứ. Bởi lẽ những dòng xe này option cũng khá là hạn chế. Trong số đó phải kể tới một số cái tên mới mẻ như là Toyota Rush, Mitsubishi Sprinter. Ngoài ra còn có những cái tên quen thuộc như là dòng xe Suzuki Origa, Kia Rondo. Tuy nhiên ở tầm giá bán từ 500 cho đến 600 triệu đồng Việt Nam, đa phần là phiên bản số sàn, trang bị tính năng cơ bản. Ba mẫu xe tầm giá 600 triệu đồng dưới đây sẽ sở hữu những tiện ích phù hợp cho gia đình. Đầu tiên là mẫu xe Toyota Rush. Toyota Rush 1.5 GMT 2018, dòng xe 7 chỗ ngồi hoàn toàn mới của hãng Toyota, xe sở hữu thiết kế năng động hiện đại với những ưu điểm thương hiệu như là độ bền bỉ, vận hành ổn định, ghế ngồi thoải mái, vân vân. Toyota Rush là dòng xe 7 chỗ ngồi đáng chú ý cho những khách hàng mua xe chạy phố. Dòng xe này không hẳn là dòng xe có thiết kế thu hút, nhưng đây là dòng xe có thiết kế bền dáng, lâu lỗi thời nhờ tận dụng những đường nét bo tròn đơn giản đặc trưng của thương hiệu Toyota. Những tính năng tiện nghi và trang bị an toàn trên dòng xe này khá là tốt trong tầm giá này. Hàng ghế thứ ba của Rush 1.5 được biết rất nhiều người quan tâm theo trải nghiệm của người dùng thì với người cao 1m7 thì vẫn có thể ngồi cách trần khoảng là 10cm và đầu gối chưa chạm vào hàng ghế trước tương đối là thoải mái. Là dòng xe hướng đến nhóm khách hàng đô thị, Toyota Rush có kích thước nhỏ gọn linh hoạt và trang bị động cơ dung tích là 1.5, tương đương với Toyota Vios, Toyota Yaris để mang đến hiệu suất tiêu hao nhiên liệu tốt hơn. Kế đến đó là hãng xe Mitsubishi Sprinter với tầm giá là 550 cho đến 650 triệu đồng Việt Nam. Dòng xe này là dòng xe có thiết kế ấn tượng nhất phân khúc với nét táo bạo và hiện đại với công suất là 1.5. Đây là sự lựa chọn dành cho những khách hàng trẻ tuổi tìm kiếm một chiếc xe 7 chỗ mang thương hiệu của Nhật, đáp ứng vừa đủ các tiêu chí về thiết kế, trang bị, tính vận hành và sử dụng đi lại trong phố. Xe được đánh giá cao ở không gian phù hợp với nhu cầu của gia đình. Nếu nhà có đông người và thường đi nghỉ cuối tuần hoặc là thăm họ hàng thì mẫu xe này lại là lựa chọn ưu tiên. Nội thất bọc nỉ của Sprinter rộng rãi với 3 hàng ghế, đủ cho 7 hành khách. Hàng ghế thứ hai gập tỷ lệ 60-40, hàng ghế thứ ba gập tỷ lệ 50-50. Ngoài ra thì tựa tay trung tâm hàng ghế thứ hai có thể gập xuống tạo thêm không gian chứa các vật dài. Một trong những điểm ấn tượng của nội thất Sprinter chính là bố trí nhiều ngăn chứa đồ lớn cũng như là nhỏ giúp cho người sử dụng thoải mái hơn.
Động cơ 1.5 tuy chưa thực sự là mạnh mẽ nhưng có ưu điểm giảm chi phí sử dụng xe với mức tiêu hao nhiên liệu thấp. Mitsubishi Xpander 1.5MT đáp ứng tốt các yêu cầu về chi phí mua xe ban đầu thấp, tiết kiệm nhiên liệu, xe nhập bền bỉ, cabin rộng rãi. Kế đến đó là thương hiệu Hàn Quốc Kia Rondo. Kia Rondo tầm giá từ 669 triệu đồng, 609, 799 triệu đồng Việt Nam ở 3 dạng. Được trang bị động cơ xăng là 2 chấm, công suất lớn hơn giúp cho Kia Rondo đáp ứng sức mạnh tức thì khi vượt xe, tăng tốc hay là leo đèo dốc. Những trang bị tính năng tiện nghi đáp ứng tốt cho nhu cầu sử dụng cũng là ưu điểm của dòng xe này. Với Kia Rondo GAT, một số trang bị tiêu chuẩn nổi bật bao gồm đèn pha halogen, projector, đèn pha tự động, đèn định vị LED, đèn sương mù riêng biệt, lưới tản nhiệt quen thuộc của Kia, thiết kế mô phỏng mũi hổ, mâm xe kích thước là 17 inch. Đuôi xe nổi bật, cánh hướng gió kết hợp với đèn phanh ở trên cao, gương chiếu hậu chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ, gạt mưa tự động. Ở bên trong thì cũng giống như là dòng xe Xpander Rondo, được thiết kế bởi chỗ ngồi theo phong cách 5-2, ghế ngồi bọc da chỉnh tay 6 hướng, hàng ghế thứ 3 gập theo tỷ lệ 50-50. Các tính năng an toàn vẫn khá là đầy đủ như là phanh ABS, EBD, hệ thống kiểm soát hành trình, cảm biến đỗ xe trước và sau. Trang bị camera lùi, cân bằng điện tử ESP, ổn định thân xe VSM và hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, chìa khóa thông minh và được trang bị 6 túi khí. Các loại phương tiện vận tải có tay lái bên phải, các loại xe ô tô, semi-remote, xe chở người 4 bánh, có gắn động cơ đã qua sử dụng quá 5 năm, có thể sẽ bị cấm nhập khẩu về Việt Nam. Đó là nội dung đáng chú ý trong dự thảo thông tư công bố danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, danh mục hàng hóa và thẩm quyền quản lý CFS của Bộ Giao thông Vận tải, theo quy định tại Nghị định số 69/2018 của Chính phủ. Dự thảo thông tư này đang được gửi các bộ, các ngành, cơ quan chức năng để lấy ý kiến đóng góp. Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất cấm nhập khẩu các loại phương tiện vận tải có tay lái bên phải, kể cả dạng tháo rời và dạng đã được chuyển đổi tay lái trước khi nhập khẩu vào Việt Nam. Các loại xe ô tô, xe 4 bánh có gắn động cơ và bộ linh kiện lắp ráp, xe remote, semi-remote, xe máy chuyên dụng, xe gắn máy bị tẩy xóa, đục sửa, đóng lại số khung, số động cơ. Các loại ô tô đã qua sử dụng, đã thay đổi kết cấu để mà chuyển đổi công năng so với thiết kế ban đầu. Các loại vật tư đã qua sử dụng như là gương chiếu hậu xe ô tô, kính an toàn, lốp xe hơi, xe ô tô, v.v. Đặc biệt là cấm nhập khẩu các phương tiện đã qua sử dụng 5 năm, bao gồm có xe ô tô, remote, semi-remote, trừ các loại remote, semi-remote, chuyên dụng, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ. Ngoài ra, Bộ Giao thông Vận tải cũng ban hành danh mục các loại hàng hóa xuất khẩu được cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do CFS, có thể kể đến như là xe chở người 4 bánh có gắn động cơ loại chở dưới 10 người, kể cả người lái, bao gồm cả xe chơi golf, ô tô chữa cháy, xe mô tô dành cho người khuyết tật điều khiển, với các mã số tương ứng. Dự thảo thông tư trên sẽ được thay thế thông tư 13/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.